Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn tham quan chỗ ngủ mới của mình trong vài ngày tiếp theo. Phòng cách ly bệnh viện Vinmec, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, cửa vào chính. Mình đến từ cửa thì bên tay trái mình sẽ có một cái bảng hướng dẫn là kỹ thuật vệ sinh tay thường quy. Ok, khá là chi tiết. Đây là cái bình đựng nước vệ sinh nè. Bên tay phải này á, thì là mình sẽ có một cái tủ đựng dụng cụ y tế ha, dụng cụ bảo hộ, đựng những cái đồ dành cho các bác sĩ y tá vô khám cho bạn các bạn đó. Đây là cửa vào trong vệ sinh, cái này mình nói sau. Phía bên tay phải thì mình sẽ có một cái bàn làm việc, một cái ghế văn phòng. Cái này mình nghĩ là bàn để khám bệnh, bác sĩ ngồi khám bệnh có lẽ vậy, nhưng mình nghĩ là để làm việc cũng tốt nếu mà mình phải ở đây lâu. Tuy nhiên là cái vị trí của nó thì hơi khó để ngồi làm việc, không các bạn thấy không, nếu đặt cái ghế vô là nó sẽ bị cứng cái bàn này, nó cũng không có ổ cắm điện luôn, nên ngồi làm việc lâu là không được. Cái TV này thì giúp các bạn giải trí hàng ngày, nghe nhạc, xem phim. Đây, giường ngủ của mình. Cái giường này thì không ai muốn nằm rồi, nhưng mà bệnh thì phải nằm chứ biết làm sao. Mình có một cái tủ nhỏ để đầu giường nè, để có thể đựng đồ cá nhân. Thì trong này mình có một cái sổ tay hướng dẫn bệnh viện Vinmec International Hospital, viện đẳng cấp quốc tế nè. Đó, có hướng dẫn sử dụng TV của nội trú nè, danh sách các cái vật dụng trong phòng biết nè. Ok, nhìn thử lắm. Quyển sổ tay nhỏ nhỏ để mình có thể note những cái điều gì mình muốn nè. Điện thoại, trang giấy. Đây mình sẽ có một cái tủ quần áo, một cái ngăn lực mini bar, cái sắt không thua gì khách sạn luôn. Ok, hàng ngày mình sẽ có một cái bộ đồ, hai bộ đồ để thay ha. Từ đây thì mình để ngay cửa sổ thì mình có một cái ghế armchair, cái này với một cái tray lounge chair. Cái armchair thì có thể là cho người nhà ngồi thăm bệnh, còn cái tray lounge chair thì để cho người yêu thăm mình ha, có gì buồn quá thì lên nó nằm nói chuyện. Ok, mình thì mình ngồi ở đây mình làm việc. Bệnh mà phải đi làm là không vui rồi, vừa không vui vừa tốn tiền. Đây, phòng mình thì mấy bác sĩ gọi là phòng áp suất gì đấy á, mình nghe không rõ từ cuối, như phòng áp suất thấp. Đại loại là trong phòng mình đó là mọi cái không khí trong phòng mình là cần phải hút ra ngoài, nhưng mà theo cái đường này nè, chứ đừng có ra cái đường cửa kia, tại vì ra mình bị giãn cách ly mà ra đó thì là sẽ rất ảnh hưởng đến mọi người, nên mình cũng hạn chế ra ngoài luôn. Đây là vệ sinh các bạn ha. Chung là rất là đầy đủ tiện nghi, có thanh ba để dành cho những người mà khó khăn khi đi lại. Ok, đây quên có cái bảng ha, để ghi thông tin người bệnh, bác sĩ, điều dưỡng. Rồi mình nhìn lại phòng ngủ của mình một lần nữa trong vài ngày tới nè, các bạn có thích ở đây không, có vui khi ở đây không? Có vui thì bữa nào vô ở với mình cho đỡ buồn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.